Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm tiếp cái vét cho mọi người xem ha. Thì sau khi mọi người ép cao xong thì mình phải lấy lại cái mấy cái dấu phấn hết ha. Tại vì ép cao xong nó che hết rồi. Mình lấy lại ha mấy cái dấu sườn, dấu ben rồi đó. Rồi mình để mình chích ben ha. Thì cái dấu ben giữa này thường thường á, mọi người sẽ lấy là cái túi ngực, mọi người chia đôi ra, mọi người vẽ cái ben xuống ha. Thì thường thường cái ben này nó sẽ chạy dọc xuống. Mọi người lấy cái điểm chuẩn á, thường thường nó sẽ là từ cái bên này mọi người sẽ thấy hơi xéo nha, mọi người đừng quan tâm. Thường thường nó là cái đường thẳng xuống. Mọi người sẽ lấy cái điểm chuẩn á, nó là từ bên sườn vô là 10 phân. Cái điểm chuẩn nó từ bên sườn vô là 10 phân. Để khi mọi người may xong á, mọi người mổ cái túi 14 phân rưỡi á, nó sẽ dư hai cái đầu túi ra, nó tính từ cái điểm chích ben ra ngoài và cái điểm sườn qua bên kia là mỗi bên nó sẽ dư là 2/2 ha. Rồi thì cái áo này á, mình sẽ chích luôn cái ben ở bên sườn ha. Thì thường mọi người thấy mấy cái áo sau này á, mọi người thấy nó mấy cái áo mà cắt cho mấy người trẻ là thường có cái ben bên sườn ha. Tại vì á, người ta chích cái này để cho cái áo nó có cái độ bay á, cái độ bay hai bên á, lúc người ta mặc á, mọi người sẽ thấy cái áo nó bị xòe hai bên á. Đó, lúc người ta khoác vô á, nó là như vậy ha. Là do cái đường này, mọi người chích cái đường này thì cái áo nó bị xách lên á, là nó sẽ có cái độ bay ra hai bên. Rồi xong mọi người, bây giờ mọi người lấy cái dấu ha. Ở đây mình sang dấu không được, nó không chính xác. Thì mọi người lấy cái kim, mọi người cái kim nhỏ á, để mọi người lấy cái dấu nha. Thì tại vì ép keo á, nó dày rồi, mình sang phấn mình sợ không chính xác. Mà làm áo vest á, nó phải là luôn luôn chính xác. Nên mình sẽ làm như vậy ha. Mọi người có lấy cái kim, mọi người sang để mọi người lấy cái dấu. Rồi mọi người nối lại ha. Rồi sau khi mình lấy mấy cái dấu ben hết xong rồi thì bây giờ mình sẽ chích cái ben ở bên hông ha, tức là mình sẽ cắt đi á. Đó, mình sẽ cắt đi rồi mình sẽ chích cái ben ở giữa. Rồi bây giờ mình sẽ chích cái ben giữa ha. Thường thường những cái ben như vậy nè, mọi người sẽ phải chích từ dưới lên để cho cái đoạn ở cuối cái ben á, nó có thể nhọn được. Chứ giống như mọi người may cái kiểu mà mọi người may cái áo nữ á, cái chích cái ben nó hai đầu á, nếu mà mình mà không may từ giữa ra á, là hai đầu ben á, nó sẽ một đầu nó sẽ nhọn và một đầu kia nó sẽ nhọn không như cái đầu còn lại. Tại vì mọi người để ý á, là thường thường mọi người chích từ giữa ra á, cái lúc mà cuối cái đoạn ben á, nó sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn khi mà mọi người chích từ cái đầu ben mọi người vô từ đoạn này qua đoạn kia. Đó. Thì thường thường cái ben này á, cái ben áo vest thì không nói rồi ha. Mình có cái điểm chích ở dưới rồi thì mình cứ may từ dưới lên thôi, cho ra cái đầu nó nhọn. Rồi sau khi mình chích xong cái đường đầu tiên á, thì mình sẽ may thêm một cái đoạn nhỏ ha, ở cuối cái ben á, thì để cho cái đầu này nó cứng, để lúc mình ủi ra nó đẹp ha. Thì tại vì lúc mình ủi á, mình sẽ lấy kéo mình rẽ ra. Đó, mình phải là may cho cái đường này nó chắc, chứ không mình sợ nó bị tuột á, nó bị xù á. Nên mình sẽ may thêm một đoạn nhỏ ở cuối ha. Rồi sau khi mình chích ben xong thì mình sẽ rẽ nó thêm ra để mình ủi ha. Đó, hồi nãy mình chỉ rẽ tí xíu thôi để cho mình may cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ lấy kéo mình rẽ thêm ra nữa để mình ủi ha.
thì mọi người ủi rẻ rẻ lên trên, nhọn nhọn lên trên. Phía trên tất nhiên là ủi rẻ không được rồi, nhưng mà nó cũng sẽ êm ha. Mọi người cứ ủi như bình thường thôi, mọi người cứ ủi, mọi người lấy tay mọi người rẽ ra đó, ở trên mọi người cứ để ém qua một bên tự nhiên vậy đó, là nó ở ngoài là nó đẹp à. Rồi sau khi mình ủi rẻ cái bên xong nè, mọi người sẽ thấy cái dấu cái mình chích bên bên hông nè ha. Đó, cái áo đang đặt bình thường á, mọi người sẽ chích lên thành ra cái áo á, nó có cái tổ xòe bên á, nó bay cả hai bên á, người ta mặc á, mọi người thấy nó bay bay cả hai bên á là như vậy ha. Và mọi người cũng có thể áp dụng cái này cho những người mà có cái bụng to á, là khi mọi người chích ở đây nhiều nè ha, mọi người chích lớn hơn đó là nó sẽ chứa được cái bụng người ta. Là lúc mà mọi người may cho những người mà có may, người ta mặc vest mà người ta có cái bụng phệ hay gì á, cái bụng to á, mọi người chích cái này nhiều lên là tự nhiên nó dư cái phần ở giữa nhiều, là nó sẽ chứa được cái bụng người ta, là khi người ta mặc cái áo vô nó sẽ êm cái phần đó ha. Còn bình thường ở đây á, là cái bên này là mình chỉ chích có một phần thôi, để cho cái áo nó có cái độ bay, để người ta mặc nó đẹp hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ khâu nó lại ha. Thì cái chỗ này thường thường là khi người ta chích xong cái chỗ này á, thường thường người ta sẽ lấy miếng keo người ta ép lên để người ta mổ túi. Nhưng mà mình làm vậy á, mình thấy nó dày cái khúc này quá. Tại vì nó đã có lớp cả mùng rồi, bây giờ mình ép thêm lớp keo nó lại dày thêm nữa. Nên mình sẽ chịu khó mình lấy kim, mình khâu cái chỗ này lại. Đó, rồi mình ráp cái thân con vô rồi mình sẽ mổ túi ha. Chứ mình không có ép keo lên để giữ nó lại nha. Tại vì ép keo lên á, nó sẽ dày thêm một miếng nữa, là tự nhiên cái chỗ túi này mổ á, nó mình thấy nó khó đẹp lắm. Tại vì lúc mình mổ cái viền này đó, mình sẽ mổ rẻ giữa thân với lại giữa viền, nên mình sẽ lấy kim mình khâu lại để tí xíu mình mổ túi cho nó đẹp ha. Rồi sau khi mình khâu nó lại xong, mình sẽ ủi sơ lại ha, để cho cái chỗ này nó êm đi. Rồi mình sẽ ráp cái thân con vô rồi mình sẽ mổ túi nha. Rồi ở đây mọi người thấy mình khâu nó lại nè ha. À, mình khâu để nó giữ lại cái thân á, mà tí xíu mình mổ túi á, là mình sẽ mổ theo cái đường hồi nãy mình xẻ đó, đó mình tách nó ra lại thôi là xong đó. Chứ mình mà ép keo lên á, nó lại dày thêm một miếng ở đây nữa, lúc mình mổ nó lại không đẹp ha. Thì mình sẽ khâu vậy nha. Rồi sau khi mọi người khâu lại cái đường bên hông, chích bên hông xong á, thì mình sẽ ráp với cái thân con, xong mình mang ủi ha. Rồi mình sẽ mổ túi. Thì ủi cái đường này á, thì mọi người nhớ sạc nó ra xong rồi mình ủi rẻ ha. Thì để nó đủ ở ngoài á, chứ không nó sẽ sách cái đường may á, là nó làm ở ngoài nó bị sách ở ngoài á. Thì mọi người làm sao làm thì mọi người ủi sao cho nó đừng có bị sách ở ngoài là được ha. Mọi người có thể bấm cái đường may cũng được. Đó, bấm tí xíu để cho nó thoát cái đường may ra, thì ở ngoài nó sẽ không bị sách ha. Rồi sau khi mình ủi rẻ xong hai thân hai bên xong á, thì bây giờ mình sẽ lấy cái dấu túi ha. Thì cái túi này thì mình cứ lấy theo cái dấu mà mình xẻ cái thân thôi, tại hồi nãy mình canh rồi mà, thì mình cứ lấy vẽ theo cái dấu đó thôi. Thì mỗi bên dư là 2/2, tức là từ cái bên ra bên ngoài và từ cái đường ráp cái thân á, cái thân con á ra ngoài là 2/2. Tại vì hồi nãy mình canh rồi, là từ cái phần bên hông mình lấy vô 10 phân chỗ cái bên để mình chích cái bên á, thì bây giờ từ cái bên tới cái chỗ bên hông đường ráp thân con á là 10 phân. Rồi bây giờ cái túi nó sẽ nằm ra hai bên, đều ra hai bên,
là mỗi bên dư là 2/2. Mình nói vậy là mọi người hiểu ha. Đó là thường thường cái túi áo vest nó là mình canh mình chích cái bên như vậy á, để lúc mà mình mổ cái túi á, nó nằm đều hai bên như vậy đó. Một bên 2/2 là từ cái đường ráp cái sườn qua, một bên kia á, tức là từ cái đường chích bên qua đó, là nó sẽ thành cái túi 14/5 ha. Vậy tí xíu mình mổ, mình chỉ mổ lại, tức là mình chỉ cắt lại, cắt mấy cái đường khâu á của cái đường mà mình khâu hai cái thân dính cái đường bên chích lại với nhau á, là tí xíu mình mổ mình chỉ cắt nó ra thôi. Rồi mọi người cứ sang dấu vải túi rồi sang đường giữa. Nói chung là mọi người mổ túi như thế nào á, cách mọi người làm thế nào thì mọi người cứ sang qua hết ha. Làm sao cho nó hai bên túi nó cân với nhau. Đó, mọi người đo cho nó kỹ rồi mọi người sang qua. Thì để hai bên túi nó cân với nhau nha, nó không bị cao thấp á. Rồi bây giờ mình sẽ mổ túi ha. Thì trước khi mổ túi mình phải có cái viền ha. Thì cái viền thì bây giờ mọi người có thể canh vải nào là tùy mọi người. Mọi người có thể canh theo sọc viền, hoặc là lấy vải ngang để làm viền ha, lấy vải dọc để làm viền. Bây giờ thì mình sẽ lấy vải xéo để làm viền ha. Vải xéo, mình sẽ làm viền bằng vải xéo và mình sẽ canh sọc bằng cái nắp túi nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy vải xéo để mình làm viền. Thì cái túi này mình sẽ mổ túi là nó sẽ cái viền cuốn dẹp á, nó sẽ rẽ với cái thân, cái viền dẹp á nó sẽ rẽ với cái thân quần với thân áo chứ nó sẽ rẽ với cái thân áo nha. Rồi túi này mình sẽ mổ kiểu như vậy ha. Khi sau khi mọi người ép keo xong á, thì mọi người cắt đôi ra ha. Thì mình sẽ được 4 miếng viền như vậy. Thì mỗi bên là 2 miếng nha. Rồi bây giờ mình sẽ mổ túi trước nè ha. Thì cái dấu vải túi á, thì mọi người sang hết rồi. Thì bây giờ mọi người cứ lượt vải túi theo cái dấu mọi người sang ha. Rồi bây giờ mình sẽ mổ cái túi này ha. Thì túi này đó là mình sẽ mổ là bây giờ mình sẽ có hai miếng viền như vậy ha. Thì mình sẽ ép cái keo giấy mỏng vô. Thì lúc mọi người may á thì mọi người mổ như bình thường thôi. Tức là cái viền này á mình sẽ cuốn nó lại để nó rẽ với cái thân. Thì tức là giữa cái thân với cái viền nó không có cái gờ á, như cái túi quần mà mình có clip hướng dẫn mọi người mổ cái túi quần á, thì cái áo vest thì mình muốn nó êm á, mình không mổ vậy được ha. Thì mình sẽ mổ cái kiểu như vậy. Thì lúc mà mọi người mổ cái viền này á thì mọi người canh khi mọi người may cái đường để mọi người cuốn á, tức là cái viền mọi người làm 5 ly thì mọi người chỉ may cái này 4 ly thôi ha. Tức là lúc mọi người cuốn xong á nó sẽ có thêm 1 ly. Đó, thế nên lúc mọi người may thì mọi người nhớ trừ hao ha. Thì cái viền này mình không biết mình mổ bao nhiêu ly nữa. Hình như nó 4 ly hay sao á. Là lúc mình may có 3 ly thôi. Là mình sẽ cuốn nó lại, nó thành 4 ly nha. Rồi khi mọi người may cái viền trên á thì mọi người nhớ chừa ra nha. Đó, đừng may sát nó vô. Thì sợ tí xíu nó bị dành góc á. Tức là mọi người thấy mình có cái đường ở giữa không? Mình không có đặt hai cái viền sát cho nhau đâu. Đó, mình chừa nó ra một tí xíu để lúc hồi nãy mình nói là lúc mình cuốn vô là cái viền nó bự thêm mà. Thành ra cái ở giữa đó mình phải để nó dư ra để lúc cái viền nó bự ra nó vừa với cái đoạn mà mình để nó dư ra là cái góc túi nó mới đẹp nha. Đó. Mọi người sẽ thấy cái viền của mình nó không nằm sát vào nhau đâu ha. Đó, lúc mình đặt cho mình may á. Đó. Rồi sau khi mình may xong hai cái đường của cái viền này rồi á, thì mình chịu khó kiểm tra lại cái góc túi ha. Mình sợ mình lui quá góc hay là gì á, tí xíu mình mổ xong á, cái góc nó bị nằm xéo, nó không có đẹp.
nó phải nằm đúng theo cái đường mà mình mổ túi á thì nó mới đẹp ha. Đó, nó nằm vuông góc với cái thân áo á. Đó. Thì cái túi này nó hơi xéo xéo nè, nên mình sẽ phải canh cái đường mà góc mổ nó hơi xéo xéo. Rồi bây giờ mình sẽ lược một đường của cái viền trước ha. Tức là lúc cái viền mọi người may xong á, mọi người bẻ nó qua để mọi người lược lại ha. Tí xíu mọi người cuốn thêm một lần lại nữa. Đó, đường này mọi người lược thưa thưa thôi nha. Sau khi mình lược xong á thì mình sẽ bấm chỉ nó ha. Mình bấm từng đoạn để tí xíu mình tháo cho nó dễ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bọc nó lại ha. Đó, mọi người thấy mình gấp vô nè, đó. Mình gấp vô, mình sẽ lược thêm một đường nữa. Đó, đường này mọi người lược sát với cái đường rẽ luôn á, rẽ giữa cái thân với cái viền á, đó. Nếu mà mọi người mổ cái túi như vậy á thì lúc mọi người mổ xong á, cái thân áo nó sẽ rẽ với cái viền, đó, nó sẽ êm, nó không có bị cái gờ giữa cái viền và cái thân áo ha. Rồi sau khi mình lược cái đường thứ hai xong á, mình sẽ tháo cái đường lược đầu tiên, cái đường đầu tiên mà mình bấm á, đó. Khi mọi người bấm như vậy á thì mọi người chỉ cần rút sợi chỉ một cái hay là nó bung ra hết nha. Rồi sau khi mình lược xong hết thì mình sẽ mổ túi ha. Mổ túi thì mọi người cứ đưa kéo vô, mọi người tách cái đường khâu của mình hồi nãy á. Mình khâu hai cái bè mình chích á dính lại với nhau á thì mình chỉ cần đưa kéo vô mình tách nó ra thôi. Đó. Thì lúc mọi người mổ cái góc túi á thì mọi người nhớ mổ cho nó cẩn thận nha. Tại vì cái góc túi ở vest mình không có chằng chị ở ngoài ha. Mọi người mổ không cẩn thận, lúc mọi người chằng xong á, mọi người nó bị căng nên nó dễ bị xù lắm á. Thì nếu mà bị xù á thì mọi người phải tháo ra, mọi người may nó to thêm một tí để nó bị che lại cái phần mọi người mổ quá đi, rồi mọi người mổ lại ha. Rồi sau khi mình mổ xong thì bây giờ mình sẽ chằng cái góc ha. Thì cái góc túi áo vest mình không có chằng chị ở ngoài nên mọi người nhớ mổ cẩn thận. Thì lúc mọi người mổ xong mọi người đưa nó vô, mọi người chằng đường này thôi. Đó. Cái góc túi áo vest thì nó chỉ chằng một đường duy nhất như vậy thôi đó. Là tí xíu là mình sẽ lật ra ngoài và để nó im luôn như vậy ha. Góc ở ngoài không chằng chị. Đó, nên mọi người nhớ là mọi người mổ á đừng có mổ tới nha, mọi người phải mổ thiếu để cho cái góc nó không bị xù á. Đó, mọi người phải tính sao tính, mình có chia sẻ cái clip mổ túi quần á thì mọi người phải tính sao mổ nó vừa đủ cái góc mà nó vừa không bị xù ha. Rồi sau khi mình chằng cái góc ngoài xong á, bây giờ mình sẽ lật vô mình chằng cái viền ha. Mọi người phải chằng cái đường này nha, để cho á, lúc mà mọi người tháo cái đường chỉ lược ra nó sẽ không bị bung cái viền ra. Tức là cái đường này là cái đường cố định giữ lại cái viền á. Đó, mình sẽ chằng trên cái vải túi á, đó, sát mép cái vải túi với cái thân á. Rồi sau khi mình chằng viền dưới xong mình tháo hết đường lược để mình chằng luôn cái viền bên trên ha.
Rồi sau khi mình mổ cái túi xong thì nó sẽ như vậy ha. Cái viền nó sẽ rẽ với cái thân và mình sẽ đo cái độ dài của cái viền này, mình sẽ lộn cái nắp theo nó. Thì thường thường mình sẽ lộn sau ha, lộn cái nắp sau. Tại vì lỡ mình lộn trước mình mổ cái túi nó không có ngay cái, nó bị dài quá hoặc nó bị nhỏ quá, nó không có ngay cái nắp á, thành ra cái nắp mình phải bỏ đi. Thì thường thường mình sẽ lộn cái nắp sau để nó vừa với cái bề ngang của cái viền á. Đó. Thì clip này tới đây đi ha. Clip sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để lộn nắp túi cho nó êm ha. Thì thường cái góc tròn á, nó sẽ có cái cách để lộn cho nó êm. Thì hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Clip này tới đây thôi ha. Cảm ơn mọi người đã xem. Dạo này mình hơi bận nên mọi người thông cảm nha. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha.